Ơi khổ ghê, con này không hẹn sao giờ này không tới. Cái gì vậy? Trời ơi chú ơi, sao chú đi đâu mà trễ như vậy? Tao phải lo chạy xe kiếm tiền chứ đâu có đi rảnh rỗi đi lo chuyện cho mày. Trời ơi chú làm cái câu chuyện này đi, chú khỏi chạy xe. Bảo đảm chú là có nhiều tiền, phải trở thành đại gia luôn á. Đại gia ông nội, mày còn chưa có ăn, mày kêu tao mày rủ tao làm giùm mày rồi đại gia. Nghe lời con đi. Làm gì? Bây giờ chú có thể làm ba con được không? Thôi khỏi đi nha. Tao hai đứa con tao nuôi còn chưa nổi, tao nhận mày làm con nó chắc tao chết đói luôn quá. Mày ăn như trâu vậy mà. Chú ơi, làm ba đây là ba nuôi thôi chứ không phải ba thiệt đâu. Mày nuôi cũng phải nuôi mày. Thôi mày đừng có gài tao mày ơi. Không có sao đâu, con nói chú nghe nè, có lý do hết á. Chuyện gì? Tại vì con quen cô bạn gái ở trên Facebook á. Mà nhà cô rất là giàu, bữa nay má cổ đầu đội tới coi mặt con. Mà cho ở đây có một mình nè, không có ba má trên này. Thành ra là chú giúp con, chú giả ba ra nói chuyện với lại cho người ta là xong rồi là. À giả bộ hả? Dạ giả bộ vậy thôi. Được. Vậy được không? Ờ được. Dạ nha, rồi rồi chú giúp con đi giùm đi. Thôi rồi đi thôi. Gì? Trời ơi chú bận rồi vậy là chết con rồi. Con lỡ nói với cô đó, đó là con này là phó tổng. Còn ba con là chánh tổng. Bây giờ đâu phải thời xưa đâu mà làm chánh tổng ghê vậy mày. Làm lớn công ty đó, ta kêu bằng cái gì đó. Nói chung là làm trùm thiên hạ đó. Nhớ nha, lát nói người ta là chú là trùm. Rồi. Làm lớn nhất, nghe chưa? Mà... Giờ chú kiếm bộ đồ khác chú thay giùm con đi. Rồi. Ăn mặc gì ta nhìn ta khi dễ chết. Biết rồi. Nha. Ê, nhớ chờ trả tiền ha, chứ tao tiền gửi tiền xe ra vô. Rồi, bao nhiêu tiền lát tính xe chú. Ra vô hết mấy ngàn rồi đó. Rồi. Vô, xe để... chưa chạy được cuốc nào hả mày? Rồi, cảm ơn chú. Ờ. Ôi, khổ ghê. Ây da. Dạ chào bác. Bác có cần đi không để con giúp? Bác ơi, bác có kiếm ai vậy con có thể giúp bác được không? Con giúp bác ạ. Dạ. Vậy con ơi, con cho bác hỏi là nãy giờ con có nhìn thấy người trong hình lạn qua lạn lại ở đây không? Người trong hình hả? Trời ơi, cái này là con nè. Thôi con ơi, con đừng đùa như vậy. Con ơi, con có thấy cái người trong hình nãy giờ đi đâu ở đây không hả con? Hình này là của con nè, cái mặt tròn tròn nè, trời ơi, mặt dễ thương nè. Phải con không? Dạ, con đó. Sao trong hình và ở ngoài khác quá vậy? Chụp hình con dùng cái phần mềm 360 độ mà. Nó láng lắm dạ. Xóa mẹ con da chó rồi. Vậy là con là người ở trong hình? Dạ. Bác đi. Ủa? Bác đi. Nói gì bác đi? Bác là mẹ của bạn con đây. Ồ, vậy là bác là mẹ của cái bạn của con mà có cái nickname là con thỏ trắng có bộ lông đen thui đó hả? Đúng rồi, nó đổi tên rồi. Ủa đổi tên gì bác? Cái tên đó vô lý quá, bác lên ý kiến cho nó đổi tên rồi lấy cái tên khá hợp lý hơn. Tên gì bác? Con thỏ đen có bộ lông sánh nhách. Hợp lý không con? Con thấy cũng giống vậy mà, đâu có gì đâu. Bác thấy hợp lý mà. Không hợp lý đâu. Bác thấy hợp lý. Nó chỉ là đổi lông thôi chứ không có gì hết trơn á. Không, bác thấy hợp lý mà. Không hợp lý mà. Tao thấy hợp lý mày. Ủa sao bác nói? Không phải. Bởi vì nhiều khi bác bức xúc quá nên bác lòi. Dạ. À, con ơi, con thông cảm cho bác đó con. Con là người trong hình đúng không? Dạ đúng. À, con ơi, con cho bác hỏi là con có phải là chó không? Hả? Con có phải là chó không? Dạ không, con là người chứ không phải chó. Bác biết rồi, con là chó. Dạ không, con là người chứ không phải chó. Con gái bác nói con là chó mà. À, tên của con là Charlie. Đúng rồi, chó lì. Dạ không, Charlie. Chó lì. Charlie. Tao nói chó lì. À, muốn kêu cả mẹ lại đi. Chỉnh mắt mày nó thấy lì lì rồi đó. Có con chó nào nó không lì không? Dạ. Bực bội. Ủa sao bác nói chuyện có lúc này lúc khác không, là sao vậy? Nhiều khi bác bực bội quá, bức xúc quá thôi. Chứ không có gì, bác dễ thương lắm, bác hiền lắm. Dạ. À, con ơi thông cảm, bởi vì bác ở bển nên nói tiếng Việt bác không rành. Ồ, bác ở bển. Bác ở bển. Bác ở đâu vậy bác? Bác
ở LA. À, ở Los Angeles là cái thành phố lớn nhất Cali đó mà. Ừ, Long An. Cái gì kỳ vậy? Sao Long An? Bắt ở Long An, bắt ở biên giới. Ở biên giới nào bác? Cam. À, quận Cam, Orang County. Orang County mẹ gì ở Campuchia đấy. Yeah. Ừ, à này con, bây giờ con, bây giờ con ở đây rồi, bây giờ cho bác hỏi là ba chó đâu? Hả? Ba chó, ba của chó đâu? Dạ. Bây giờ có thể là lôi đầu ba của chó ra được không? Dạ, thôi rồi, cái đó là tao nói là mời chứ không phải lôi đầu dạ. Rồi rồi, bây giờ lôi đầu thành ba con chó ra gì đi, không mất mệt quá, lôi đầu ba con ra đi. Dạ. Nhanh đi con. Dạ dạ. Chú ơi chú. Rồi rồi rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chú đâu rồi? Ra liền, ra liền, đây. Hả? Trời đất ơi, thằng khùng nào vậy? Trời ơi, chú ơi, chú ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Thì mày kêu mặc bộ kia nó giống xe ôm. Tao đổi bộ này. Chú thấy bộ này đâu ra vậy? Xin lô. Tao mượn của ông Bảy nè. Ừ, cái... bận đồ... Thôi kệ đó. Ai biết là mày kêu có miễn sao đồ nào cũng được mà, chắc kỳ gì. Thôi, rồi, rồi. Để qua vụ loan bên. Qua nhiều qua nói chuyện con. Đây là má vợ tương lai của con đó. Ồ dạ. Dạ. Con dạ. Ơi, con nói chuyện với thằng khùng xong chưa? Dạ 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 dạ, dạ, dạ không có. Dạ đó. Dạ. Mày nói bà, tao cản cản tao quánh bà. Dạ dạ. Mẹ già xí đú. Dạ, không cảm. Dạ đây ba, ba của con. Dạ. Cái gì ba con hả? Dạ. Ôi nhìn ông anh tỉnh táo quá. Không phải đâu, thầy nghiêm nghiêm tố. Hả? Ừ. Trời đất dạ. Ơi. Rất nghiêm tố. Trời ơi. Nói bà... Trời ơi. Cái gì vậy chú ơi? Cái chú nghĩ sao vậy? Cái này trả mặt hơn mày. Chú ăn tao nịnh rồi tao phải ra vô đây rồi. Mày coi đằng sau nó dư cả khúc rồi đó. Mà chú nghĩ cho ăn mặc gì kỳ cục vậy? Ô kệ mẹ nó đi. Cái quần lường khung mà sao mang cái địch gì vậy trời? Vậy cho nó lịch sử mẹ ơi. Cái gì địch hiểu gì vậy? Cái gì? Cái địch hiểu gì vậy? Nó nói cái hiểu gì ai biết, hiểu heo, hiểu hơi gì ai biết. Cái gì vậy trời? Nhìn ủa à? Bà chị. Trời ơi nhìn anh ơi, nhìn ông anh nghiêm túc quá. Rất ông nghiêm túc. Ông anh cái nghiêm túc quá. Cái này là cái hàng hiệu. Hàng hiểu gì? Là chỗ này nó chỉ là hàng đấy. Hàng hả? Ôi trời ơi. Ừ, chết rồi, chú Nguyễn ăn nói cho đàng hoàng cái coi. Đàng hoàng ông mẹ vậy? Như cái hàng như chỗ này, chắc chết tôi rồi. Nó sẽ kéo lên giùm cái đi. Kéo không được, mà bây giờ cái chỗ nào nó sẽ về vị trí của nó là mày thấy không? Trời đất ơi. Nó xuống đúng cái chỗ nó ngừng lại. Đó. Dạ, dạ, bác thông cảm. Dạ, dạ. Ông anh cho lẽ cái vậy đi, mệt quá mà. Đứng thẳng dùng cái đi, trời ơi. Ông mượn ngửa gì ghê vậy. Chết. Trời ơi, lần đầu tiên thấy có người đeo dây nịt tụt xuống dưới đây. Ai... Nếu sao có dây nịt được thì thôi. À, thôi mặc kệ, ông anh muốn làm gì thì làm. À, à. Ông anh ơi, thế cho tôi hỏi, anh nói nãy giờ, ông anh giống như là người Việt Kiều à? Ờ, tôi ở nước ngoài. Ông anh ở nước ngoài, ông anh ở nước nào? Nước nào? Hả? Tôi ở nước tiểu. Cái gì? Cái gì vậy trời? Đó nước tiểu Vương quốc Ả Rập. Dạ tiểu Vương quốc Ả Rập. Mày không cho tao biết ở đâu hả? À? Hết hồn dạ. Tưởng cái nước gì nào à? Tiểu Vương quốc Ả Rập trời ơi. Trời chỗ nó giàu lắm á. Ồ chỗ đó buôn bán dầu khí. Ờ ra là thế à. Ông anh ơi, ông anh cho tôi hỏi là ông anh tên gì? Tôi họ Tàn. Ông anh họ Tàn. Thế sao? Đâu cái từ này nổi tiếng chút xíu. Cao Thái Sơn. Tôi tên là Cao Thái Sơn. Ông anh là Cao Thái Sơn à? Tôi là cha của nó, công trà như núi Thái Sơn. Trời ơi, hay quá ông anh. Tao lao cái này thằng ca sĩ mà. Ông anh ơi. Còn bà chị tên gì? Tôi là Tăng Thanh Hà. Thì ra là bà chị cũng họ Tăng. Đúng rồi. Tôi có đứa em họ Tăng mà nó đi xa rồi. Nó tên gì? Tăng Sông Máu. Từ ơi cái gì? Cái mẹ nó đu tao đâu. Cái gì mà Tăng Sông?
Tôi giết con rồi. Nói nó đàng hoàng cái coi. Mày vô chi ăn qua? Giỡn hoài. Trời ơi, nói chuyện với ông anh tôi muốn tăng huyết áp quá đi. À, ông anh ơi, cho tôi hỏi là ông anh làm cái nghề gì vậy? Trùm thiên hạ. Trùm thiên hạ. Cái nghề gì kỳ vậy? Làm lớn đó, trùm là có nhiều người đó. Có nhiều người à? Tôi là chúa đảng. Cái gì vậy? Trời ơi, chứ tao có biết làm cái giống ông vậy? Chủ tịch. Tôi là chủ tịch hội đồng hương. Cái gì vậy? Kỳ cục vậy. Hội đồng hương cái gì? Chắc cái vậy. Hội đồng hương. Chủ tịch hội đồng quản trị. Dạ đúng rồi, dạ quản trị. Ông anh vui tính quá, nói chuyện với ông anh vui tính quá. Rất vui. Công ty của anh kinh doanh về cái gì? Công ty của tôi chuyên du lịch. Du lịch à? Chờ tất cả mọi người ở trên thế giới đi vòng vòng bên quận tư. Ủa thì chạy. Thì ông có cái gì vậy? Ủa thì bây giờ tao chạy xe ôm quận tư tao nói vậy. Mày xe ôm cái gì ở đây? Bà mẹ mày xăng mới lên 300 nó tao đang đau khổ. Nói lại dùm cái đôi. Công ty du lịch chở khách đi khắp nơi. Người trong nước cũng như người ngoài nữa. Ai có nghĩa là chở khắp nơi. Tôi điều hành tất cả. Dạ. Rất nhiều. Ôi hay quá ông anh. Tại chỉ không nghiên cứu chứ một cái xe ôm thường thường có mấy chục cái nàng xe. Cái gì? Du lịch. Xe du lịch. Ôi nói chuyện với ông anh tôi vui quá. Còn bà chị? Tôi là chuyên bỏ mối bột mì cho tất cả trên thế giới đấy. Tất cả các nước trên thế giới đấy. Thế thì hay quá đi. Đúng rồi. Thế là mình cũng muốn đăng hộ đối rồi. Đúng rồi. Ông anh, tôi có một câu muốn hỏi ông anh nhá. Cứ tự nhiên. Nãy giờ ông anh nói cái tiếng như vậy, ông anh có mệt không? Nói thẳng ra cũng mệt chết mày à. Chứ tôi cũng mệt chết à. Vậy thôi nói bình thường đi bà nội. Vậy đi, nói bình thường đi. Vậy nè, bà nói được trời mà. Bây giờ nói không được, nó nói được thì nó nói đi. Bởi vậy chị làm tôi khổ quá đi. Nói vậy chứ không có một cách. Trời đất ơi, khổ dễ sợ. Sao? Bây giờ vậy nè, đợi con gái tôi. Con gái đâu? Đợi nó chút xíu. Trời đất ơi, con gái tôi đang sửa soạn. Dạ. Bây giờ sửa soạn cho nó xấu bớt. Bị biết sao không? Tôi là con gái tôi nó đẹp quá. Nhưng mà nhà tôi là tiêu chí là cái nết đánh chết cái đẹp. Con gái của tôi nó đẹp y chang tôi. Đó. Cái nết nó hay tôi lắm. Tôi muốn tìm đứa con đó để về làm dâu nhà tôi. Đó. Cái nết nó phải đánh chết cái đẹp chị đó. À. Đó, mà tôi không biết là chị có nết không chứ tôi thấy chị xấu rồi đó. Mẹ mẹ nó có bi mà. Không sao. Nói chung là bây giờ là lát chút xíu để tôi gọi con gái tôi tới. Nó gần ra chưa? Nó gần ra chưa? Chờ chút xíu tôi gọi con gái tôi. Chuẩn bị có dâu nó phải nghiêm túc chứ mày. Chị đang nói chuyện điện thoại. Trời ơi, cái gì vậy chú ơi? Tôi giận. Ông anh ơi, tôi nói chuyện điện thoại được chưa? Tôi nói nha. Là mày thấy nó tự tuột mà. Tụn cái thai thổ mà tao cái thổn thập hả? Cái tôi tủn tủn bẹt bẹt à. Cái gì vậy chú? Bà nói gì tủn tủn tẹp bẹt. Tao nghĩ mày nên bỏ con này đi. Sao vậy? Cái mẹ con mẹ này. Cảm ơn chị. Hả? Mẹ con mẹ này mất vệ sinh quá. Sao vậy? Nói chuyện điện thoại gì mà tủi tủi bẹt bẹt đấy quá. Nó tới liền. Má! Con gái. Con gái. Trời ơi, tới đây lâu chưa? Trời ơi, mới đợi con nãy giờ. Má. Hả? Trai đâu? Đấy, trai. Đây con. Em. Trời ơi. Sao lâu quá vậy? Trời ơi, lâu quá hả? Em xin lỗi nha. Tới đáng lẽ là em tới đây sớm rồi đó. Nhưng mà bị tới bụng quá. Ở bụng quá cái sợ nó hạ đường huyết cái xỉu. Cái tạt vô chợ dùng chuối ăn tô bún mắm đó. Cái sợ ba anh chờ á. Cái nuốt chồng không đâu có kịp nhai đâu. Giờ nó dính mẹ miếng thịt heo này nè. Không lấy rồi anh lấy rồi mẹ cái rồi. Nó dính ở trong đây nè. Nè. Thấy con chị bắt đầu có nết rồi. Có cái cầm sữa găng luôn á. Sữa xỉa nè, đây nè anh.
xỉa xỉa nè. Trời ơi, trời ơi, hai đứa làm gì vậy? Ủa gì vậy? Mà mẹ mày hất cái miếng thịt gì mà con chó nó đụng nó muốn chết. Trời đất ơi. Mày cãi như người ta nãy đá vậy mày. Anh, ủa có thằng cha anh đâu? Thằng cha anh đâu? Thằng cha, cha cái gì? Nói vậy là sai rồi, thôi nó là ba. Cho mình góp ý là cô nên về dạy con cô lại đi nha. Hả? Nó hơi bị mất dạy rồi đó. Em thấy rồi, thằng cha anh đứng với con gái mẹ em kìa. Trời ơi, để ông ba nói ơi, chết rồi. Vậy chào ba. Chào con. Dạ, dạ xin lỗi bác, con tới trễ quá, bác đừng giận con nha bác. Dạ, dạ lần... Cho hỏi thăm bà chị. Hả? Sao không anh? Con chị nó có đi tắm sông không? Hả? Sao vậy? Cô quên bỏ đồ gì mà sông không mà sao như mắt đường dưới vậy? Ủa, nó gặp tôi, nhìn mặt tôi nó cười y như con chó dại vậy trời. Trời ơi con ơi, nói chuyện đàng hoàng lại con. Nó na thùy mỹ, đoan trang hiền thục chứ đâu mà kỳ cục hả? Trời. Ủa gì vậy bác? Cái nịt, bộ mày không biết phân biệt cái nịt hả? À, cái nịt nó ngộ. Mặt con thung mà thắt cái nịt á. Cái đó là chuyện của bác. Dạ, dạ bác. Dạ, xin lỗi bác, bị tính tình con là thật thà, thẳng thắn. Con thấy sao con nói vậy? Dạ, có gì bác đừng giận con nha bác. Dạ. Không có giận hơn dạ. Gì đâu con. Con không giận nha. Lần đầu gặp bác, con thấy bác xấu chết mẹ. Trời ơi. Bác xấu dữ vậy anh? Anh ơi, sao bác xấu quá vậy? Xấu chút phạm rồi, nhìn luôn á má. Nín. Chú đùa dặn chú. Tại tánh cổ vậy đó. Thấy tao quế quế con này rồi nha. Thôi mà chú ráng giúp con đi mà. Nó qua chuyện mới nãy đi. Thì không giúp mày sao được. Dạ. Mày giúp luôn. Con gửi tiền cho chú mà, chú đừng có lo chứ. Dạ dạ xin lỗi bà chị anh. À, bây giờ tôi thấy con tôi nó cũng thích con chị. Dạ. Nó cũng thương con chị. Dạ. Thôi mình bàn luôn cái chuyện đám cưới đi cho xong. Dạ dạ đúng rồi ông. Tại tôi công việc nhiều lắm. Dạ dạ. Gửi xe 20-30 ngàn. Hả? Ủa không có gửi ba à. Phải đi mua 20-30 cái xe về nữa. Dạ. Để chuẩn bị làm du lịch. À dạ dạ thôi giờ em không có làm phí thời gian của ông anh nữa. Bây giờ vậy cho bàn chuyện đám cưới luôn. Mình bàn luôn. Đãi tiệc đi. Bây giờ mình đãi đâu giờ? Tôi là tôi thích cái gì nó đừng có phô trương quá là tôi không có thích. Mình làm cái gì đơn giản thôi. Đúng. Bây giờ mướn 50 cái trực thăng á, xong rồi ba vòng mà xong thải dây xuống, xong rồi kêu khách đu dây lên đó lên ăn được không anh? Ta vàng á. Ủa gì vậy chú? Cái gì đâu về? Bà mẹ bà má vợ mày đãi như câu cá vậy. Cho người ta ăn đám cưới mà cho người ta ngồi đàng hoàng với mướn trực thăng đi vòng mà bay bay rồi nhào vô táp hả? Mệt lắm. Ta đi về. Thôi mà chịu khó đi. Giải quyết. Thôi về đi. Không anh. Dạ sao bác? À, đãi như chị khách ăn mệt mỏi. Dạ. Bây giờ theo tôi là đãi đàng hoàng. Cái chỗ mình đãi đàng hoàng lịch sự. Đàng hoàng. Anh vừa ông anh muốn đãi ở đâu nè? À, đãi cái tòa nhà cao nhất thành phố đi. À, tòa nhà cao nhất thành phố hả? À, tòa 96 tầng đúng không? Bảy. Tòa 96 tầng. Không phải 96 tầng. Chứ nhiêu? 69. 96. 69. Không phải sao anh đang cãi tôi nói 96 tầng mà mắc cười không? Tôi nói 69 mà sao cãi quá vậy? Trời ơi tôi làm gì có nói biết bao nhiêu năm anh nghĩ sao tôi nói 96 tầng anh cãi tôi? Đây nè quen hết nha. Trong đó là tất cả những người quản lý trong đó tôi quen hết. Trời ơi tôi đây nè tôi giao dịch ở đó 15 năm trong nghề sao tôi không biết được? Tôi ở đó 30 năm rồi. 30 năm gì anh làm gì đó tôi nè. Tôi bán bánh mì ở đó 15 năm rồi nè. Ta chạy xe ổn đó 30 năm rồi mà sao cãi không à? Trời ơi cái gì vậy? Trời đất ơi. Chỗ đó nó mới xây lên mà sao cãi quá. Trời ơi cái gì vậy chú? Mẹ nó tôi bực bội à. Ông anh làm gì vậy? Cái gì vậy? Dẹp cái đó vô được không? Mày tôi nói cho ông anh nghe, ông anh đừng có xào với tôi làm ở đó 15 năm tại sao tôi không biết ông anh chạy xe ổn đó 20 năm? Hả? Cái đậu ngay chỗ đó mà, tao mua bánh mì hoài mà chỗ nào bánh mì rẻ là tôi mua ăn hết. Ôi anh vừa anh ủa anh nói chạy xe ôm nhiêu cuốc? Tôi chạy 25 ngàn. 25 ngàn hả? Từ đó. Trời ơi tôi đi có 15 ngàn qua quận tư có khứ hồi luôn. Hẹn chứ tôi không đi anh là tôi không gặp anh là phải rồi. Chứ sao tôi không gặp bà? Sao? Tôi ăn bánh mì rẻ mà sao không gặp bà? Trời ơi tôi bán có 8 ngàn ổ chân nhiêu trời à. Trời ơi tôi mua bên cô Bảy á có 6 ngàn rưỡi à. Trời ơi vậy bởi vì anh là anh chơi tôi mắc đúng không cho nên không thèm mua đúng không? Đúng rồi. Ủa chứ tính ra là anh là bán xe ôm đó luôn hả? Tôi chạy xe ôm tôi đậu xe trước cái nhà đó mà. Ủa vậy hả? Ủa sao ta lộ ra nè vậy? Trời ơi cái gì bên kia là sao vậy? Ủa vậy này là gì của anh? Dạ này là gì của anh? Nó thiệt á. Con này mướn tôi luôn nè. Trời ơi. Trời ơi vậy là hai đứa mình là nạn nhân nè. Trời ơi. Đâu có biết đâu bán bánh mì mà anh đâu có biết. Ai biết đâu? Ủa đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Sao mệt nha? Ủa hai đứa tôi làm sao? Ừ kệ mẹ tụi bay đi. Đó
Trời ơi, anh đâu có biết đâu, em bán ở đó là anh biết anh tên ăn bánh mì rồi. À sao sao anh nói ba anh là cái gì, chủ tịch hội đồng quản trị du lịch thế giới mà bây giờ tự nhiên chạy xe ôm là sao? Cô vừa đổ vừa gì? Vừa gì? Bán bánh mì và bán bánh mì xe mà nói là phân phát bột mì toàn thế giới. Cô mới nổ à? Anh mới nổ á? Cô nổ? Anh nổ? Cô nổ tao đó. Anh nổ đó. Cô nổ? Anh nổ. Hai đứa bay nổ. Bực trời ơi. Đứng ở đi. Đứng đây chi? Đi vô chứ đứng đây chi? Dạ không, đứng đây đứng đi. Đứng đây đi, chào chứ sao vô được. Xin cảm ơn danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài cùng với Gia Linh và Lâm Vĩ Dạ. À một lần đã biết là đau, để cố quên đi niềm đau. Quý tử con bà đâu rồi? Ai biết thì kiếm nó hỏi đi. Ôi ghê, gia tài có đúng thành con trai một mà nó hư gì mà hư dữ vậy không biết. Nó hư vậy cũng giống ông thôi. Có gì lạ đâu, con tôi nó phải giống tôi chứ. Chứ con tôi mà giống thằng khác bà yên định với tôi hả? Ông giỏi quá, ông công nhận nó giống ông vậy. Chứ sao không? Ừ. Ông công nhận nó giống ông thì ông đừng chửi nó mất công. Ông tự vô trong phòng, ông xoay gương, ông chửi vô cái bản mặt ông á. Trời đất ơi, bà nghe. Gì? Dạo này thấy bà quá lắm rồi nghe. Làm gì quá? Ăn nói là lộn ngôn dữ lắm rồi nghe. Bà liệu bà lấy kim chỉ bà mai cái mỏ bà lại bớt đi nghe. Đừng có trách tôi. Nói chơi cho vui hả? Ông nói gì lộn ngôn? Ai nói gì lộn ngôn? Bà ăn nói lộn ngôn. Tôi nói gì lộn ngôn? Bà nói chồng bà nói này nói nọ bà chịu được hả? Rồi sao? Tại ai biểu ông nói xấu tôi chi? Ở quê là vậy á. Bây giờ bà muốn cái gì hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Ông thách tôi hả? Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì ngon ông làm coi chơi à? Bà nói tiếng thách đi, tôi làm cho bà coi. Thách ông á. Bây giờ bà thách tôi coi. Trời ơi, nó giết người nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh vợ quá trời luôn. Trời ơi, nó đánh vợ nè. Muốn đánh, trời ơi, nó đánh vợ nè. Vũ phu, cái thứ vũ phu à. Bà nín, bà nín. Nín cái gì vậy? Bà nín cối. Ai biểu đánh tôi? Làm gì mà la bài hải lên bà con hàng xóm tao qua sao mà đánh? Ai biểu đánh tôi chi? Tôi có đánh bà cái nào chưa? Chưa. Vậy sao mà la? La trước phòng hờ. Phòng hờ vụ gì vậy đây? Hàng xóm tới là vừa. Thôi. Đi qua em chơi nào. Mệt quá. Lại bà. Lại gì? Biết tôi sợ cái miệng mà luôn à. Trời, miệng tôi còn sợ, đừng nói âm. Dẹp đi. Đừng có nói bà chuyện đó nữa. Bây giờ tôi nói đến thằng con quý tử của bà nè. Lo mà dạy nó đi. Lớn rồi, lớn đầu rồi chứ phải nhỏ nữa đâu. Thì tôi cũng muốn cho nó có gia đình, đặng tôi có cháu nội tôi ấm đồng. Nhà tôi thủi con mình tôi buồn chết. Muốn có cháu nội thì cưới đi. Bây giờ liên quan gì đến tôi nữa đâu. Vậy ông nói cái này mới lạ. Ông nói sao không liên quan gì tới ông? Con ông mà, cái vấn đề hạnh phúc gia đình của nó ông phải có ý kiến chứ. Dạ tôi lại bà, tôi gian bà. Tôi là tôi muốn có ý kiến lắm đó. Bà ý kiến của tôi có bằng ý kiến của bà không? Kiến tôi là kiến lửa bà đến kiến càng lận. Bây giờ tôi chịu bà không chịu được không? Thôi được rồi, tôi biết mà. Nói nghe nè, vậy là đồng ý cưới vợ cho nó phải không? Tôi nói vậy là chứ tôi đồng ý rồi. Ông nghe để nó vậy ha, lớn cái đầu rồi mà nó duy đi sau này sợ nó vô trách nhiệm tôi mệt lắm. Mày yên tâm đi, mà cưới cho nó con vợ về đi rồi nó biết trách nhiệm là cái gì liền. Phải không? Tôi bảo đảm bà vậy đó. Sao tôi lấy ông 30 năm rồi tôi có thấy ông có trách nhiệm gì đâu. Ừ. Trời đất ơi. Thiệt với bà cũng không nổi nữa. Bây giờ bà nói tôi không trách nhiệm là sao hả? Bà nói lại tôi nghe đi. Không trách nhiệm chỗ nào? Tôi một mình, tôi một thân tôi cài cục, mua nguyên cái nhà bự vậy nè. Tôi nuôi bà, nuôi nó. Bây giờ còn không có trách nhiệm là sao hả? Công nghiệp quá, hay quá. Của trách nhiệm của người cha là phải làm là xây nhà lên là thôi hả? Dạ mẹ bà. Con đã tứa ra nó là thôi hả? Trách nhiệm là làm sao dạy con cái nó nên người kìa, chứ không phải là xây cái nhà cho nó ở là có trách nhiệm. Bộ bữa giờ nó không nên người hả? Nó nên con khỉ hả? Nó không phải nên khỉ, ông đâu có biết đâu, mà nó cứ nên cái con gì đây nè, con heo nọc được chưa? Rồi chính xác, cái câu này chính xác. Tôi nói vậy bà là chính xác luôn hả? Ai mà con cái gì mà ham
chín ba chục tuổi đầu rồi mà không biết mần cái gì hết trơn hết trọi, suốt ngày lu bu hết con nhỏ này tới con nhỏ khác. Tôi nói thiệt, tôi không biết cái thằng đó nó con ai mà nó mà nói lạ. Bà mẹ nó, bà đẻ nó ra, bà không biết nó con ai, sao tôi biết được? Thôi nghe, tôi không thích cái giọng đó nghe. Rồi thôi, tôi xin lỗi được chưa? Có con này mới vừa bụng nè, vậy mới được chứ. Ông thấy không, tôi nói thiệt với ông, tôi nói thiệt, tôi đẻ ra mà tôi vô phước, con trai nó không giống tôi một chút xíu nào. Hai cha con ông y hệt cha, tao nói đẻ ngang vậy, cái trời ơi, sao ai sinh đôi luôn. Trời đất ơi, vậy mà còn nói nữa. Trời đất ơi, bà gom tôi sinh đôi với con luôn hả? Cũng may à, ba tôi chết rồi chứ mọi bà nói ba thế hệ sinh đôi lắm. Thì nó giống ông, đó, tôi nói nó giống ông thôi. Rồi, được rồi, mặt mũi tướng tá y chang như tôi, còn cái tính là y như bà đó. Ông nói vậy là sao? Giống tôi là giống cái gì? Trời đất ơi, bộ tôi nói không phải sao bà la? Giống cái gì? Bà nhớ không? Năm bà 16 tuổi bà nhớ không? Cái gì? Bà vừa thấy được cái sắc đẹp của tôi, bà chiêm ngưỡng được cái nhan sắc của tôi, bà cuốn gói bà theo tôi. Nói chưa ăn miếng nằm muốn ói ra hết luôn. Nghĩ sao ông nhìn kỹ coi, ông tự vô ông soi gương coi ông có đẹp không. Trời ơi sao ông tự tin dữ vậy? Ủa chứ sao hồi xưa bà mới gặp tôi bà khen tôi quá trời mà. Hồi đó học quá nó cận, chưa có đi mổ, đâu có đi mổ mắt đâu. Thấy trời ơi, nhìn vô trời, chàng trai nào đẹp dữ vậy trời. Sao nó cao ráo, tao nói cái gì nó cũng cao, người nó cao, mũi nó cao, đẹp quá, xong lấy về ngay cái đêm động phòng. Trời, cái miệng nó cao hơn cái mũi luôn. Trời, vậy bà chửi thẳng đi, bà nói thẳng đi. Ông là thằng hô, bà nói thẳng vậy đi. Lương tâm không cho phép, bị sợ đụng chạm nhiều. Nói thiệt chứ bà phước đức lắm rồi đó, bà lấy được tôi đó. Trong cái dòng họ tôi hả? Tôi nè, mớm nhất đó. Khỏi cần kể, làm dâu mấy chục năm biết rồi. Bữa đám cưới đó, sao? Để nguyên dĩa heo quay có ai ăn được đâu. Cứ nhìn cười không à. Nhưng mà ông nói lại đi, ngày xưa ông đeo đuổi tôi, chứ đừng nói mà tôi đeo đuổi ông, không nói. Mệt quá đi, ối hai đứa ối hết trơn, chứ phải mình bà ối đâu. Nói gì vậy đó? Thằng quỷ tử của bà về, thôi tôi lên. Đi đâu? Ngồi đây nói chuyện chơi chứ đi đâu hả? Mặt thằng này tôi dị ứng. Làm gì dị ứng? Mỗi lần thấy nó, cái mặt nó là cái mặt tôi máu dồn lên mặt. Tay chân đứa gáy nhìn cái mặt nó giận. Giọng đi. Thôi thôi, bà đây nói chuyện nó tôi lên. Muốn làm gì làm. Lên đây. Bực bội. Chồng con, cứ thấy con cái là sợ, thấy con cái là sợ, tôi không hiểu được ông luôn. Ôi. Ủa, con đi đâu mà giờ mới về sớm vậy con? Đi uống cà phê với mấy con ghẹ, được không? Ủa, con ghẹ nào mà sao má không biết à? Mấy con cà chớn xà bát không mà má biết làm gì? Trời đất ơi, vậy chứ con dẫn nó đi đâu? Thì đi vòng chơi. Ấy lắm thì đưa vô phòng trọ, ở đây phòng trọ thiếu gì? Trời ơi con ơi, cái đó không nên đâu con. Sao mà không nên? Con dẫn nó vô mấy cái chỗ đó, lỡ người ta khám xét cái người ta thấy nó trong đó rồi người ta ghép vô cái tội nó con gái không đàng hoàng, tội nghiệp nó con. Chứ nó có được đàng hoàng đâu mà má nói. Con nói vậy không được. Đây nè má nói con nghe nè, con muốn cái gì con cứ dẫn về nhà, ba má có cấm cản gì con đâu. Thôi, dẫn về cái nhà này, lỡ có cái chuyện gì á, sau này nó biết nhà, nó tới nó nằm dạ, nó đòi này đòi nọ, má chịu được không? Con nói chuyện nữa. Mày ngồi xuống đây mày nghe má nói. Má nói là con đâu có điếc. Thì mày ngồi xuống. Ngồi đây, nói đi. Đẻ ra nó đàng hoàng, nó lịch sự mà có cướp giật của ai đâu mà giờ sao mà dây xiềng, dây xích gì đâu mà quá trời quá đất thì không biết. Trời ơi, cái này là cái model người ta, hip hop của ta, má mỗi chưa biết gì. Sao tao thấy đeo cái đó nó nở chứ có hốt gì đâu mày ơi. Nè mà nói con nghe nè, con lớn rồi, không? Cũng phải tính chuyện lập gia đình với người ta. Không lẽ suốt ngày chỉ rong rong chơi chơi những đứa không ra gì rồi quanh năm suốt tháng vậy. Con này si đa chết à con à. À chết, chết còn đỡ hơn là sống mà phải khổ.
Trời đất ơi, con nói gì đâu có được. Gia tài ba má chỉ có mình con à. Con có bề gì á, rồi lấy ai nối dõi tông đường. Trời ơi, nối dõi tông đường. Cái tông đường này có gì đâu mà hay ho mà phải nối dõi. Hả? Con nói vậy là không có được nha. Mẹ nói cho con nghe, lớn rồi phải lo có vợ có con, rồi làm ăn với người ta. Thấy không? Đây nè, má nói cho con biết, ngày xưa đó bác hai của con bằng tuổi con là nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Thấy không? Tiền bạc xe cộ đầy đủ, chứ đâu có rong rong như mày. Bởi vậy bằng tuổi của ba là ổng đi gai rồi. Trời ơi, ổng chết là bị gì ổng? Bị ham tiền. Ham tiền lo làm quá mới chết sớm. Rồi để tiền để của lại, để vợ để con lại. Vợ thì để cho người ta xài, còn con để cho người ta sai. Thì đâu phải má bắt ép con mà làm lụng cái gì đâu. Chúng bắt con gì? Nhưng má chỉ muốn con có một cái cuộc sống này cho nó ổn định. Có nghĩa là con có vợ có con ha, đứa nào cũng được. Để ba má có một đứa cháu bồng ẩm cho nó vui nhà vui cửa như người ta. Như đó thôi hà. Vậy thì dễ, có gì đâu khó. Rồi má ngồi đó má chờ đi. Con chỉ cần đi một vòng thôi là 9 tháng 10 ngày sau má có 5-7 đứa mà. Bảy. Trời ơi, tao muốn à, tao muốn đưa cháu nội chính thức kìa. Chứ tao đâu có muốn ba cái rơi rớt nó làm gì. Nội chính thức gì? Đưa ai về đây á, má cũng chê hết á. Chê này chê nọ, ai đưa về đây á, má cũng không chịu. Đưa về má chê, má lắc đầu hoài. Nè, con hỏi thiệt má nha. Hả? Má có chơi thuốc lắc không? Bảy bả nè. Cái gì vậy? Tao nói thiệt mày, cả đời tao chưa dùng viên thuốc, cho đừng nói uống thuốc lắc. Thiệt không? Thiệt. Cả đời không dùng viên thuốc nào phải không? Bệnh hoạn cũng không dùng luôn á. Thiệt không? Thì quá có á, ngày xưa có nhưng mà dùng có một thứ thuốc nè. Thấy không? Thuốc gì mà? Gì vậy? Thuốc ngừa. Thuốc ngừa. Sao mà con dẫn ai về má cũng chê, má lắc đầu hoài vậy má? Thì má thấy không được, má nói không được. Không được nghe. Đó, con hỏi má nè. Má biết con Sưng, má biết con nhớ con Sưng không? Con Sưng mỏng á, con dẫn về đây. Má chê, má nói trời ơi, con nhỏ này nó mỏng quá, không được, nó yếu tướng lắm. Là sao vậy má? Nè, má nói con nghe. Dạ? Con gái con lứa gì đâu mà nó ốm yếu quá như vậy. Nó chết yểu đó con ơi. Chết yểu? Thì bây giờ mà nó mau chết vậy. Rồi mình mới kiếm vợ khác được. Chứ không lẽ cả đời sống với một người hoài hả? Chán chết. Nhưng mà tao nói rồi, má nói không có được là không có được. Con gái gì mà trời ơi, tao nói người ngợm nó suông đuột thấy gốm. Con cưới hay má cưới thì má lo. Thôi con ơi, má nói rồi, rước ba cái thứ nó về tốn thuốc lắm con ơi. Không có được. Tốn thuốc là sao? Con gái con lứa gì mà trước sau như một à. Sao con không quan trọng, má quan trọng chuyện đó. Má nói con gì? Đừng buồn nghe. Thiệt á, cưới con nó về rồi á, nó nằm á, nó ngủ á, thiệt không biết nó nằm ngửa hay nó nằm sấp luôn. Con không biết nè, con nói thiệt má đừng buồn nha. Không biết hồi đó nghe, bà nội mới có chê má như vậy không? Chứ thấy giờ thôi nghe mày. Má thuê bình ta giữ nè. Thì phải chê thôi, chê. Bây giờ má nói vậy đó, con đưa cái thứ yếu tướng là gì à? Muốn có một đứa con cũng khó khăn lắm con ơi. Thì con sẽ làm cho nó có. Thì nó dù mà nó có đi nữa đó, nó cũng èo uột lắm con ơi. Sắp bị cột vậy. Con Xuân rồi má chơi ốm, sợ chết yểu. Còn đây con Trang á, ta mập mạp, ta sức khỏe vậy á. Vợ của con thiệt bỏ đói 3 tháng cũng không sao. Rồi má cũng chê nó là sao? Trời ơi, má nói không có được là không có được mà. Không được con gái con lứa gì đâu, chưa chồng mà ăn uống không có kiêm cử gì hết. Người có tròn do như cái hộp vịt lộn mà. Nhìn như con cá bóng muối mà, thiệt ốm. Bây giờ là sao vậy, má nói sao? Tao nói thiệt với mày nha, bữa mày có thấy không, bữa sinh nhật tao luôn. Dạ. Trời ơi, nó đặt cái đầm vô. Tao nhìn tao còn hết hồn, mày nhìn cặp giò nó không là tao thèm nước mắm đường rồi. Giò mà ta thèm mắm đường. Má là sao má? Mày nhìn hai cái bắp chuối nó nhìn như hai cái trái sồi tượng thấy gốm à. Dạ. Má nói con mới để ý, không những bắp chuối, con Trang nó bự thế. Bởi vì má nói không có được. Đây nè, con gái á mà cái tướng mà nó tròn do như vậy, thấy không? Trắng nõn nà mà cái lưng tôm như vậy, sau này nó đẻ sai lắm. Trời ơi, nuôi không có nổi đâu con ơi. Trời ơi, sao kỳ cục ghê vậy? Người ta ốm o tao ghê, má nói là đẻ không được cho má cháu.
Ở giờ người là đẻ nhiều, má cũng không chịu, giờ ý má làm sao? Má lo nó cũng lo cho mày thôi chứ lo cho tao ha. Thôi vậy nè, giờ con Sương không chịu, con Trang không chịu, chỉ con Hạnh. Thôi mà má lại con. Sao lại con nữa? Cái con Hạnh mà cái con lùn mã tử ra đầu đuôi con thứ mốt mấy phân đó ha. Năm phân. Sao má? Sao ta thấy không có đứa nào coi được hết trơn. Bây giờ nè, ốm cao không chịu, giờ mập mạp cũng không chịu, giờ thấp thấp vừa người cũng chịu, giờ mới nói làm sao, giờ con Hạnh làm sao mới nói con nghe đi bị gì? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà cái tướng nó xấu, xấu mà xấu kinh hồn luôn. Xấu sao? Cái tướng gì mà cứ 10 giờ 10 biết thì làm sao sống? Mày đi ra đường mà mày nghĩ sao nó cứ chỉ như cái đồng hồ 10 giờ 10. Mày nói sao con hình dung 10 giờ 10 mày mường tượng không ra phải không? Không ra. Mày nhìn cái cặp chân nó đi chưa? Sao? Một chân nó đá số 10 ha. Một chân nó đá bên này ha. Đá nó đi nó vậy nè. Nó cứ vậy nè. Nghĩ sao con gái ra đường đi thấy gốm không? Công nhận giờ má rồi. Làm lại con mới thấy là vậy là mới gọi là tướng 10 giờ 10 hả má? Ờ. Nhìn cái tướng nó coi không được con ơi. Bạn bè bộ bịch ta đứa mà không chê. Biết giờ sao cho vừa làm má. Bây giờ có con Huệ. Con Huệ là con nào? Huệ khoe của. Vậy cái con nhỏ mà người mỏng mỏng mà cái bộ ngực nó dày mo đó ha. Dạ. Thôi mệt quá con nó coi còn không được hơn á. Không được sao con không được? Nó nghĩ sao con không được? Mày nghĩ coi con gái con lứa gì mày đi ra đường mà cái ngực nó tấn không có vừa à. Phải đưa cái này vô nè, cái tấn công rồi cái mông nó phòng thủ như vậy nè, mày coi được không? Coi cái tướng là nó không ưa đâu. Trời sinh ta vậy mà sao không được con ơi. Tao ghét cái thứ con gái mà đi ra đường mà cứ cái ngực xé gió đi trước mà cái mông nó lả lướt theo sau, coi nó dị hổm. Ai cũng chê hết á. Trời đi á, bạn bè bộ bịch ta về á, chê là chê ốm, rồi chê là mập, rồi giờ chê là dày nọ rồi tùm lum la hết á. Con hỏi má nè, bạn á, cái miệng người ta dày á, má cũng nói là không nên, yếu tướng. Rồi cái người người ta á, mỏng mỏng má cũng nói là ốm o nuôi không nổi. Rồi á, miệng mà rộng quá mới nói là tan quan cửa nhà, rồi này rồi nọ. Trời ơi, không biết sao mà nói chứ, vừa lòng má nữa nè. Trời ơi, má nói con nghe nè, ý là má muốn kiếm cho con á, một người vợ là phải trên trung bình. Đại khái như là nó như má vậy nè, phải không? Là mắt nó phải long lanh đa tình nè, mũi nó phải cao thanh tú nè, miệng nó phải đẹp đó, cổ nó phải cao nè, ngực nó phải đầy nè, bụng nó phải thon nè. Thôi được rồi, thôi má con stop được rồi, má đừng có đi xa hơn nữa. Má ngừng đúng chỗ rồi. Ý của má là đại khái là phải giống má. Đúng rồi. Có một con nhỏ này, nó thương con lắm. Nó tên là con Hồng. Nó y chang như má vậy đó. Dễ thương lắm. Đó, cái người đó là người má muốn tìm cho con. Tại vì mẹ con tả sơn cho má coi nghe. Đúng đúng. Dốc dáng người ngộm y chang như má luôn. Cái mặt nó là con tươi vậy nè. Đó. Mắt lúc nào á cũng lẳng lơ á. À, phải, cũng lãng mạn hết á. Còn á, sống mũi của nó má biết không? Trời ơi, sống mũi y chang má là sống mũi sọc dưa. Vậy sọc dưa là sao? Không phải, con biết con nói là dọc dừa đó. Đó đẹp lắm má. Còn cái miệng trời y chang má luôn, cái môi mỏng mỏng nè như con hố đó, ngồi vậy mỏng vậy. Con nói nè, môi má mỏng hơn môi của ba. Cái gì? Kỳ cục lắm, ba mày mẹ không biết hả? Ông có cái tính kỳ cục. Ông ở trên cao bao nhiêu đi nữa, nghe người ta nói cái gì cũng không bao giờ nghe. Đụng tới cặp môi tự ái lên tiếng liền mà sao? Mày sức kỳ nha. Ông môi ba vậy thiệt hả mà? Đó, môi ba mày vậy, còn môi tao mày nhìn đi. Nghĩ sao mày chê mỏng trời, tao sắc ra hai dĩa còn dư trên này nữa chứ không? Không, mà đặc biệt mày biết không? Cái này là y chang má luôn nè. Cái miệng nó nói mà từ sáng tới chiều nó hoài không bao giờ biết mỏi. Nói thiệt á, con biết, nhưng mà má nói nhiều với má có duyên chứ bộ, đúng không? Ừ, phải cái đó qua được á, vô duyên đâu nghe. Mày gỡ được cái này đó. Nhưng mà thôi đừng nói tới cái miệng nữa. Dạ. Quan trọng là mấy cái phụ tùng khác nó làm sao. Ủa, phụ tùng thì chẳng. Cái gì mà muốn nở là cho nở, cái nào muốn thắt là cho thắt vậy đó. Người má muốn tìm, con dẫn nó lại đây liền đi con. Thôi, nó
Sao vậy? Mắc cỡ lắm. Mắc cỡ y chang như má vậy đó. Mắc cỡ lắm, ngại lắm. Không sao đâu. Bây giờ con cứ dẫn nó tới đi. Ừ. Cái gì má chui vô buồn má trốn. Má rình rình má coi. Hả? Vậy nha. Má nhớ má trốn cho con điện thoại cho nó tới. Má tới đây má trốn giùm con nha. Má trốn liền, má trốn liền. Má nó mắc cỡ lắm. Rồi, đi đi con. Điện thoại nó đi. Trốn đi. Từ từ nó qua má mới trốn. Trời ơi, mới ngồi đi. Giờ má trốn đi rồi con mới điện nói chuyện chứ. Nhưng mà con nhớ con kêu nó qua liền nha. Ừ, qua liền đó. Trốn thì trốn con đi. Thôi thôi, má đi liền. Ừ. Alo, Hồng nó hả cưng? Đang làm gì đó? Ủa, gì? Nặng bụng hả? Nặng làm sao cho cái mặt á, hố hàng rồi không đi. Hết đẹp đó nghe chưa? Anh không có thương nữa đâu á. Nặng mụn rồi, tính làm gì? Hả? Chạy nợ hả? À, chạy bộ. Anh điện thoại bên anh nó mất sóng, nghe không có rõ. Rồi rồi, chạy bộ xong rồi, em làm gì nữa? Hả? Tắm rửa hả? Tắm mà, còn tắm được rồi. Chắc là lâu lắm ha. Thôi em khỏi chạy bộ chỉ cho nó mệt, chạy thẳng qua nhà anh nè. Anh chờ em lâu lắm anh chịu không nổi nè. Qua nhà anh nè. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhớ nghe chưa, qua đây á mặc quần đàng hoàng á. Trời ơi, không phải ai nói là em mặc quần áo cho đàng hoàng á, chứ đừng mặc cái mini zip như bữa hổm nghe không. Ừ, qua liền nghe. Ủa, nó quay gì hả con? Ủa, nãy mày rình con hả? Nó đâu rình, nó đứng hồi nãy giờ đây. Tại mày quay mặt kia, mày không thấy mày nói trong rình. Trời ơi, nhà cũ rình ở đây nè. Má lên đi, má lên, má trốn đi. Cũ qua liền bây giờ đó. Nhớ nè. Má nó chọn mắt coi chút. Ê, giống chào mà thấy coi à. Thần của con. Anh. Hả? Không. Nhưng mà kêu cách gì trời. Ngồi đi. Thôi nha. Trời ơi, sao? Dạ. Sao mặc quần kìa? Trời ơi, thì cái này là cái quần chứ là cái gì? Cái quần nhưng mà... Sao mà... Đẹp quá. Trời ơi, cái quần này là quần dài nhất của em rồi đó. Quần trời ơi. Cái mặc quần đấy, cái quần này dài nhất rồi. Dài lắm rồi đó hả? Không có đủ câu mặc gì kỳ lắm. Cô Diễm về nha. Về chi? Ra chợ Bến Thành mua bộ dài mặc vô cho vừa lòng anh. Thôi mà, thôi được rồi, ngồi xuống đây đi, có chuyện nói nè. Ủa? Bắt tao mặc đồ dài, đồ kính mít thôi, bắt em đi chết mà xuống không? Thôi mà. Bắt chuyện gì? Ê. Gì? Sao có cái cục gì ngay lỗ mũi bự vậy trời? Dạ anh nặng mụn quá. Tôi kêu tao đi qua cho nhanh gấp gấp. Chưa có nặng kịp mà thấy không? Về nha. Về chi nữa? Nặng mụn. Thôi. Quá. Về nặng mụn lâu lắm. Chuyện gì nữa lẹ lẹ đi. Bây giờ này có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chuyện gì? Về bàn về cái chuyện tương lai của hai đứa tụi mình. Mình có tương lai đâu mà tính. Gì vậy? Cái chuyện em nháy nháy đâu rồi? Hả? Con nào chảnh phải không? Không có, mày cái cổ á. Cổ sáng ngày xuân khó chịu quá. Bỏ chuyện quên. Là hết rồi. Nè, anh tính gặp em để mà... Gì? Bạn bị duyên nợ hai đứa tụi mình. Có thể mình trở thành chồng vợ lên. Trời ơi. Ha ha ha.
vợ luôn. Thôi em ơi, đang nghĩ gì á? Em nghe nói má anh bà khó mà bà giữ cho con quỷ. Ai mà lọt vô nhà anh làm dâu hả? Chẳng khác nào lọt vô chỗ chết. Không, cái đó là với ai, chứ trường hợp nhà anh là đặc biệt lắm. Anh vì anh là con một, má anh thương lắm, cho nên má muốn chọn người thì kỹ lưỡng á. Chọn kỹ lưỡng hả? Ừ. Cứ vợ cho anh hay là cứ vợ cho má anh mà chọn kỹ lưỡng? Mà bà làm gì khác nào bà thương thân bà, không có thương anh, hiểu không? Thì thương ai cũng được, miễn chịu là được rồi. Thôi chịu. Nó nghe nè, bây giờ cho má gặp mặt em ha. Gì? Đặng coi được thì cưới luôn. Sao cứ rớt điện thoại hoài á? Nói cái tiếng cưới là tôi chịu không được. Trời. Nè, lỡ má anh chịu mà em không chịu thì sao? Bởi vậy đó mới là nỗi khổ tâm của anh. Khổ ghê. Đưa về cái chục đứa đó. Vậy không phải. Trước tôi là đưa bao nhiêu người về đây rồi? Không phải. Em ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh về đến giải bài cho em biết nè. Trước đây thì anh cũng có dẫn nhiều người giới thiệu, nhưng mà chỉ có lần này á, anh nói má anh nói là lần này là em là khác, trường hợp của em á là biết sao, anh biết chắc là má sẽ chịu. Em giống má lắm, đẹp dễ thương y chang như má vậy đó, cho nên anh nghĩ là má chịu. Má đẹp ngang em. Ừ, nghĩa là em cũng đẹp ngang giữa má luôn. Ừ, đúng rồi đó. Chịu quá. Ừ. Không có điều kiện gì. Điều kiện gì? Khi mà em làm vợ anh rồi, cái gì cũng được hết. Anh hứa là anh phải coi em bằng má nha. Ừ. Có nghĩa lúc nào cũng phải kêu bằng má. Được vậy hả? Được kêu bằng má cũng được. Được. Hứa nha. Hứa. Nghe nè. Ừ. Sao nãy điện thoại không nói luôn? Để ta coi đồ, ta quen cái một qua đây đi. Bắt công về bển thì đem đồ qua không? Em ghét lắm. Mà nói trước nha. Dòng vậy. Sao? Nếu mà chịu là làm rụp rụp đi ha. Em không thích làm cô dâu. Em thích làm cô dâu. Thích làm đám cưới nó rườm rà quá đi. Không, rồi em đơn giản vậy nên cái rụp thích là làm cái rụp. Mà em nói nha, nào giờ yêu nhiều lắm mà chưa ai mở lời đám cưới với em đâu. Mà ta nói câu á, cưới chồng phải cưới liền tay chứ để lâu ngày con khác nó hốt đi. Nghe được rồi đó, ok em chọn anh. Mà nói trước nha, sống mà hợp là sống luôn tới già, mà không hợp 7-21 ngày là mới ba cho lấy thằng khác thôi nha không. Ừ. Về nha không. Ừ. Về qua bển con đồ qua đây ở liền nha không. Ừ, phải. Gì? Giờ về nè, em về đi ha. Rồi cái tối cho mình gặp mình bàn chuyện này tiếp. Tiếp ha. Ừ. Bây giờ em về cô anh nói chuyện với má anh coi. Má anh chịu em chưa ha? Ừ, anh biết liền không? Bây giờ này em đi về ha. Xong cái anh mà nãy giờ phát má anh biết rồi. Má anh hả? Không có. Chắc má anh sẽ chịu mà. Rồi tối cho mình gặp nhau mình trả lời cái vụ này ha. Nghe xong con đồ ở đây ở luôn làm dâu luôn ha. Ừ nha. Tối nha. Em về. Hẹn cũ. Ừ. Cái gì? Biết nha. Chứ nào? Không ghi mê mình chắc mình biết xong để ý. Trời. Không có cái khổ bị nữa. Đúng hả? Ui da. Rồi hết. Về nhá. Về đi. Con nói vậy nhiều khi con cũng hiểu lầm ba con. Sao
ổng thương con, ổng muốn lo cho con được đàng hoàng nên người nên ổng mới khó vậy thôi. Chứ cha nào mà đi dữ dằn vậy đâu nè. Nhưng mà thôi, để má nói chuyện với ba đi cho thoải mái đi. Con đứng nép bên trong đi. Không sao được đâu. Hả? Vậy mày yên tâm đi, mày núp đó mày chờ coi má mày ra tay. Dạ, vậy má. Vậy đi ha. Đi đi. Dạ. Tội nghiệp nhỏ, vậy mà sợ ổng hết sức. Bởi ông à, ông à, trời, kêu vậy không bao giờ xuất hiện, mà một phát là chạy xuống tới đây liền, môi dài, dài, đó chưa, xuất hiện liền tay, hả? Xuống đây, làm gì cái miệng mà cứ bài hải, kêu tôi hoài vậy hả, làm gì cũng yên với bà nè, ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho ông nghe. Nó có bàn cái chuyện là cái chuyện của thằng con mình đó. Ừ, sao? Tôi đã tìm được cho nó một đứa con dâu tuyệt vời. Thiệt không? Ừ, khỏi cần nói. Nó làm sao? Tôi nói ông nghe, nó đẹp người đẹp đó. Ngày xưa ông lấy tôi sao thì con này nó như vậy. Trời ơi! Sao tháo mồ hôi vậy? Còn đường đứa giống bà nữa hả? Còn mừng quá phải không? Trời ơi, cái môi ông càng dày ra là tôi biết ông càng mừng. Khó trời tìm đời những người như tôi lắm. Mà ăn nói bà nói chuyện mà có thấy mâu thuẫn không? Sao? Giống bà mà bà dùng cái chữ đẹp hả? Bà phải dùng cái chữ nó ngồ ngộ chứ. Trời đất ơi! Ngồ ngộ là được rồi. Nhan sắc y như bà vậy hả? Nhan sắc như tôi. Thôi kệ đi, kiếp trước nó phá chùa ráng nó chịu đi. Còn tính tình nó làm sao? Thì hệt luôn, ta nói hiền dịu nết na thì mỹ đang trang coi như nó vừa một ề cho ý tôi vậy đó. Tính tình quy chang á. Mừng nữa nè. Trời ơi, thằng này nó phá chùa mà còn quýnh thầy tu. Chị chang với bà luôn hả? Ừ. Sao ông thấy sao bây giờ quyết định là phải đi cưới cho nó? Được rồi. Tôi làm gì chứ bà? Sao? Bây giờ tôi quyết định rồi đó. Tôi quyết định là cưới con nhỏ đó về cho nó. Bị con nhỏ đó nó giống tôi. Đơn giản là chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. À, làm cha làm mẹ thì ai mà không thương con, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải thương làm sao cho con mình nó có một cái tương lai là sáng lạn, cái gia đình là hạnh phúc. Đó. Bởi vì nó thương đâu, nó ưng đâu là tôi gả đó. Ông nói câu này đúng nè. Nhưng mà mình phải xem xét cho kỹ nha. À, biết tại sao không? Sao? Bởi vì cuộc đời tôi đã từng giẫm phân một lần rồi thì tôi phải biết nó thúi, đúng không? Bởi vì con nhỏ nào mà nó giống hệt như bà là dẹp đời của tôi, thà chết dinh còn hơn sống nhục, hiểu chưa? Giống hệt như bà là dẹp. Anh Linh ơi, anh Linh diễn xong chưa vậy? Hôm nay Noel à, diễn xong anh Linh đi đâu vậy? Chờ anh chút. Ok. Ủa bữa nay không có chạy xe ôm nữa hả? Dạ có, ban ngày thì em đi học. Bữa tối thì em mới đi hát, hát xong rồi về mới chạy xe ôm. Hát xong về còn chạy xe ôm mà mày làm vậy tiền để đâu cho hết cưng? Rồi em dưới quê lên mà em tiền ăn, tiền ở, tiền trọ nhiều lắm á. Đâu hát nè, đâu có nhiều tiền đâu anh Linh. Đi hát xong rồi giờ em đi về hả? Dạ em định rủ anh đi chơi nè. Anh hát xong rồi anh có đi đâu hôm nay Noel nè? Thôi đi về thăm, về ăn Noel với mẹ. Có cần thiết vậy không? Cần xong cần. Anh điện thoại về cho bác đi, hẹn bác lần khác đi. Hôm nay đi chơi với em vui lắm á. Vậy hả? Ừ. Thôi không được đâu, anh hứa với mẹ anh nhiều lần lắm rồi, bây giờ anh phải về. Thì hứa thêm lần nữa có sao đâu. Vậy hả? Nè bây giờ anh gọi về cho bác. Anh nghe bác nói, bác nghe anh nói, anh yên tâm mà bác cứ yên lòng, vậy là ok rồi. Xong rồi tối nay đi chơi với em bảo đảm vui như Tết luôn á. Anh gọi cho bác đi. Mày chở tao qua cái chỗ nào có okay, tiệm điện thoại coi. Alo. Alo. Má hả? Má khỏe. Dạ, má ơi, con bận việc ở trên đoàn, con không có về được nha má. Ừ, má biết rồi. Con bận quá má ơi. Má biết con bận lắm, khi nào rỗi rảnh thì hai giờ thăm má. Dạ, má dạ. Khỏe, má không có gì hết á, má khỏe lắm, không có gì, không dạ, có dạ, gì. Dạ, dạ, vậy má nha. Ừ. Dạ, bye má. Ừ. Ừ.
ngày trong cái điện thoại hoài vậy đó hả? Rồi bữa nay là khóa cái cổng không cho tôi vô nữa. Lạ lùng thiệt mà. Muốn chờ điện thoại tôi cho điện thoại. Alo, má khỏe con? Má khỏe? Ừ, con sao con khỏe không? Ủa sao con ơi, con lại nào, con nào, tôi đây chứ con nào? Ủa ai hả? Tôi bán tạp hóa đầu hẻm nè. Trời ơi, tạp hóa mà giờ này 11, 12 giờ đêm mà kêu cái gì? Tôi gần đóng cửa rồi, có gì mua ra mua đi để tôi đóng cửa. Tôi không có mua gì hết, cô ơi, tôi đương chờ điện thoại con tôi. Cô mà ngân cô cúp lại giùm tôi đi. Trời ơi, khùng điên gì giờ này mà kêu mua đồ kỳ cục ghê vậy đó. Đã tôi nói rồi, cô biết không? Tôi chờ điện thoại con tôi. Mà con nè, con Thuận nè. Con hả? Con của má nè. Mẹ ơi, má xin lỗi nha, tại má tưởng đâu mẹ sáu đầu xóm. Chẳng con coi 11, 2 đêm mà kêu điện thoại biểu mua đồ. Dạ. Quỷ khùng điên gì đâu, con sao, con nó má phẻ lắm. Con ở đâu ạ? À? Hả, lúc lại con làm ăn sao? Dạ được. À vậy hả? Dạ. Con à, con phải làm ăn thì làm ăn phải giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Chứ để ốm quá, má thấy ốm má thương quá à. Dạ mập dữ lắm. Ủa con mập hả? Dạ. Được nhiêu ký vậy con? 80. Trời ơi, cái gì vậy? 80 coi chừng béo phì nha con. Dạ béo phì rồi. 47 mà lên tới 80 là quá lượng nha con. Dạ. Không được đâu. Không có nên vậy, bớt lại bớt ăn lại nha con. Dạ dạ dạ. Giữ gìn sức khỏe. Ở giờ con đâu ạ? À? Đang sau lưng má nè. Bên tay trái nè. Con nè. Gì kỳ vậy? Nói với anh hoài mà sao anh cứ chọc tôi hoài vậy? Khuya hôm gì mà anh cứ kêu điện thoại rồi anh gì đâu, trời ơi thiệt rồi. Trời ơi, tự nhiên rồi cái em khóa cái cửa lại không cho tôi vô. Cho tôi vô đi, nghe không? Vô làm chi? Lo lắng cho em bệnh hoạn dữ lắm rồi đó, hiểu không? Thôi khỏi, có người lo cho tôi rồi. Trời đừng có tôi nói có vậy. Tôi có người yêu khác rồi, anh khỏi chờ đợi tôi nữa. Đừng có nói giỡn, tôi đứng tim tôi chết rồi nghe. Tôi người nói thiệt, nào? Tôi thề với anh đó. Người yêu đâu? Tôi có người yêu tên Sáu. Sáu nào? Sáu Tâm. Sáu Tâm? Ừ. Nào giờ tôi theo dõi em dữ lắm, tôi có thấy em có ai Sáu Tâm đâu. Tại vì anh không có để ý chứ, tôi để ý anh đó dữ lắm, tôi thương ảnh mà. Sáu Tâm nào? Bị tôi sắp làm vợ ảnh rồi. Sáu Tâm chủ trại hòm đó. Trời ơi. Thôi mà đừng có nói bậy mà, em còn khỏe lắm mà nhàn. Thôi cho mà anh vô nói chuyện với em đi. Thôi anh ơi, thôi mà tôi cắt đứt dây chuông rồi, không có nói gì nữa hết đó. Em đừng có sợ bà con hàng xóm gì hết. Em không có chồng, tôi không có vợ. Mình lo lắng giúp đỡ cho nhau cái tuổi già, cho vui với tuổi già, có gì đâu mà sợ, thấy không? Không phải, nhưng mà anh ơi, nói thì nói vậy cho miệng đời nó khó lòng lắm. Không phải, nhưng người ta nhìn mình một cách khác đó là nó kỳ cục. Thôi lắm. Mở cửa cho vô đi. Tôi khóa cổng rồi, cắt đứt dây chuông rồi, về đây, về bánh đi. Khóa tôi phá luôn á. Anh phá hả? Ờ. Nó phá được, anh phá đi. Tàn hình vô với em luôn nè. Tàn hình được rồi, tàn hình đi. Sau lưng nè. Trời ơi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Anh Tư à, tôi nói với anh hoài. Mình lớn tuổi với nhau, giờ này anh vô nhà tôi vậy đó rồi bà con chòm xóm người ta dị nghị. Dị nghị cái gì? Tuổi già lo lắng cho nhau. Em cô đơn có một mình, phải không? Rồi tôi cũng cô độc. Tôi qua đây tôi lo lắng cho em, thấy không? Em bệnh hoạn nữa, có cái gì đâu mà em ngại. Không chịu mở cổng, tôi leo vô muốn chết luôn vậy đó hả? Con tim tôi nó biểu đó, em hiểu không? Tim hả? Tim là chỉ có anh thôi, chứ còn riêng tôi đã từ lâu rồi cái tuổi thâm xuân. Chuyện yêu đương cũng tắt liệm trong lòng, còn chờ đợi làm chi? Giờ chỉ mong sao cho con tròn phận thằng Thuận. Nó đã lớn khôn rồi, danh phận nó cũng đã rõ ràng. Nó đang sống trong
mười năm còn chút hương thừa, em bước thêm bước nữa một lần. Trời ơi thôi mà. Khi con tim mình lên tiếng gọi thì tội tình gì lẫn trốn em ơi. Tôi có trốn ai đâu. Anh phải nói là tôi đang bằng lòng với cái hiện tại của tôi đây nè. Hiện tại thì em sống rất là đầy đủ, em không có thiếu thốn gì tất cả. Nhưng đó chẳng qua là của thằng Thuận, còn riêng em thì... Riêng tôi thì sao? Không có riêng tư gì hết. Cái gì của con tôi là của tôi. Chỉ tôi một sự... nửa thôi. Còn một nửa của em thì... Thì sao? Thì sao? Anh nhớ lại đi. Hồi xưa anh nhớ lại đi. Hồi xưa anh là người cài sâu quốc bẩm, còn bây giờ anh là một danh nhân nổi tiếng, giàu có tiền bạc. Anh làm như vậy con cái nó đánh giá. Rồi tôi hỏi anh á, anh nói làm sao với con với cái? Con cái của tôi thì nó cũng như thằng Thuận, nó đã có cuộc sống riêng của nó. Còn tôi sau 10 năm nay, từ một nông dân túng thiếu, tôi đã tự tay chèo chống phất lên trở thành một nhà kinh doanh phát đạt. Tôi đã vượt qua sự cạnh tranh ác liệt giữa thương trường. Tôi đã thành công tất cả với em thì tôi mãi đợi chờ. Tôi có hứa hẹn gì đâu mà anh đợi. Làm sao tôi quên được mùi thịt da nồng cháy, hơi thở nồng nàn như một thứ bùa mê. Trong một buổi chiều xối xả cơn mưa, em đã lặng lẽ trong vòng tay tôi tê công. Thì tại tôi lỡ trên đường tôi trở tôi té, anh lợi đỡ giùm tôi chứ có chi đâu mà anh đợi anh chờ. Phải chờ phải đợi chứ, phải nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa chứ. Ngày xưa hai đứa mình như hai con chim bé bỏng, ta cùng vui với nhau, sống với nhau trong một làng một xóm. Chúng mình đã từng trên đồng cạn dưới đồng sâu. Hồi đó anh cũng như tôi, tay lắm chân bùn, cực khổ trong bề tất cả chỉ vì hạnh phúc của riêng mình đã đánh đổi từ lâu. Con tim kiếm làm gì khi lỡ thời xuân. Chẳng yêu tôi, tình yêu của tôi đối với em là vậy đó. Còn tôi chỉ nói với anh một tiếng không, chứ có chi hứa hẹn gì mà anh đã chờ đợi uổng công. Tôi sẽ chờ đợi em cho tới già tới chết. Đó, thấy chưa? Bệnh hoạn như thế này mà trời ơi, phải kêu thằng Thuận thôi. Phải gọi thằng Thuận nó về. Hơn mệt chút xíu rồi nó hết. Phải gọi cho thằng Thuận nó về. Nó phải lo lắng cho em. Đừng mà. Anh đừng gọi nó. Nó trăm công ngàn việc á. Anh gọi nó để làm gì? Trời ơi, nó phải quan tâm tới em chứ. Chứ tại sao em lại nói như vậy? Đâu phải hàng tháng nó gửi tiền về nuôi em đầy đủ là đầy đủ bổn phận của nó đâu. Em hiểu chưa? Phải gọi cho nó. Điện cho nó biết. Không, anh đừng gọi. Tôi lại anh mà. Rồi đưa em đi bệnh viện nữa. Tôi đâu có bệnh hoạn gì đâu mà đưa. Đó, vậy mà không bệnh hoạn à. Anh Tư ơi, hình như là tôi nghe hình như là cái bước chân của thằng Thuận thì phải à. Bước chân gì đâu. Em mê sảng rồi đó nhàn ơi. Bước chân đâu mà bước chân không biết nữa à. Trời ơi. Em làm như vậy đó. Em lừa dối con của em. Lúc nào em cũng nói em khỏe. Tôi điện thoại cho thằng Thuận rồi. Thì trong lúc nó vui chơi với bè bạn, nó không quan tâm gì đến em hết trơn hết trọi. Nó phải về với em chứ.
Một năm là phải về 2-3 lần, có xa xôi cách trở gì đâu. Đó là một đứa con bất hiếu mà. Không, không phải nó là đứa con bất hiếu. Anh Tư ơi, tôi nghe rõ ràng từng bước chân của con tôi, nhưng không phải bước chân của con tôi thời khôn lớn, mà là bước chân nhỏ dài ngày xưa con đòi theo mẹ dắt qua cầu. Tạo sống hôm lo cho con ăn học, con khôn lớn nên người lòng má rộn niềm vui. Má đã bằng lòng sống cảnh quạnh hiu, mỗi lần con điểm quậy gì là má mừng rơi nước mắt. Má biết công việc ở đoàn của con trăm công ngàn việc, má không trách con đâu, má đơn độc đã quên. Trời ơi, em thấy không, bệnh tình của em nó không có đơn giản đâu. Tôi nói phải cho với anh là tôi, hay. Không có, tôi không có bệnh, mà anh cứ cãi tôi hoài. Anh biết không, mỗi ngày thằng nó kêu điện thoại, nó kêu để tôi điện cho anh coi. Là khổ ghê vậy đó. Alo, alo. Alo, má khỏe, má khỏe con ơi, má khỏe lắm, con khỏe không? Con cứ đi làm đi, đừng có nghĩ gì tới má hết á, má quen rồi. Má khỏe, má khỏe mà, anh thấy không, con tôi đó, nó có hiếu nè, thấy không? Nó kêu điện thoại, nó hỏi thăm tôi hoài, mà tôi nói, tôi, má nói. Má khỏe. Má ơi, má sao vậy? Má ơi, má sao vậy? Má khỏe con ơi. Má khỏe. Thuận à, lúc nào cũng vậy. Con gọi điện thoại về là má con khỏe. Má con không có khỏe đâu. Má con chỉ lo cho con thôi, công ăn việc làm của con. Má con sợ nói má con bệnh thì con sẽ về đây rồi bỏ dở công việc làm ăn. Đó, vậy đó. Lúc nào má con cũng khỏe. Mà thật sự thì má con bệnh nặng lắm Thuận à. Bà gần chết rồi đó con ơi. Không, má con không chết được đâu. Không, má ơi, má ơi. Má ơi, tình má bao la như biển cả, sao con lại vô tình mà lỗi đảo. Con gọi điện thoại về thăm má, con chỉ nói với con đúng có một lời thôi à. Má khỏe. Trời ơi, chữ hiếu ân sao con quá vô tình. Thuận ơi, con đã sai lầm trong tình cảm thiêng liêng, tình mẹ thương con không có gì bù đắp nổi. Má ơi, từ nay con thường xin về bên má, cho tôi sẽ chịu mà đỡ bớt quạnh. Má ơi, vậy đó con. Con có mua sâm cho má nè, con có mua ổ yến cho má nè, con có mua sừng tê giác cho má nè. Má uống đi má. Nha. Con có mua nhiều lắm. Nha. Dạ. Thuận. Dạ. Má bị chết rồi. Không, má con không chết được. Má ơi, xong nè má, má uống đi. Má ơi, xong nè má uống đi má. Má ơi, má. Má ơi. Muộn rồi con ơi.
Đây là một điều ân hận. Bây giờ dù có trăm mảnh khăn tang, ngàn tiếng khóc, giảng lời hối hận cũng chẳng để làm gì. Khi mẹ của con không còn nữa, con hiếu là hiếu khi mẹ còn sống kìa.